Thưa quý vị và các bạn, Minh Hải miền Đông hôm nay gửi tới các bạn với một câu chuyện đầy cay đắng, xót xa của một người phụ nữ. Sau đây kính mời quý vị và các bạn lắng nghe, theo dõi về câu chuyện này. Phẫn nộ khi Hà lên xe hoa với người khác. Khi chồng mới mất được 7 ngày, cả nhà chồng kéo nhau đến phá đám cưới, để rồi câm nín khi Hà đem phát cho mỗi người một cái này. Ngày Hùng đi viện và được các bác sĩ chuẩn đoán anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, khiến ai nấy cũng bàng hoàng. Và nhất là Hùng, anh không muốn điều trị vì biết điều trị chỉ cầm cự kéo dài thời gian sống của anh thêm một chút nữa thôi, chứ không thể cứu được. Rồi anh sẽ chết. Chết vì căn bệnh oái ác này, nên anh không muốn tiêu hết hàng trăm triệu vì chữa trị bệnh, trong khi gia đình anh đang cõng khoản nợ hơn 200 triệu chưa trả nổi. Vợ, bố mẹ khuyên hết nước, hết cái, nhưng Hùng cũng không chịu vào nằm viện điều trị, khiến tình trạng của anh ngày một xấu đi. Hà khóc hết nước mắt khi nhìn chồng gầy gò, bị dày vò bởi cơn đau mỗi ngày. Cô xót chồng lắm, nhưng cũng bất lực nhìn anh thế này. Không lâu sau đó, Hùng đột ngột qua đời, khiến ai cũng xót thương. Còn Hà thì cứ ngất lên ngất xuống trong đám tang của chồng. 2 ngày lo hậu sự của chồng xong, Hà buồn rời rợi, tối nào cũng ôm di ảnh chồng khóc, khiến ai trông thấy cũng xót xa. Hùng ra đi khi còn quá trẻ, để lại cô vợ mới 29 tuổi và đứa con lên 2 vẫn chưa cảm nhận được sự ra đi của bố. Ai nấy cũng cảm thông và động viên Hà hãy vượt qua nỗi đau này mà nuôi con. Thế nhưng chồng mới chết được 5 ngày, Hà đã nắm chặt tay Thành, bạn thân của chồng, mà tuyên bố chuyện này khiến cả nhà chồng căm phẫn. 2 ngày nữa con sẽ lên xe hoa với anh Thành. Con biết chuyện này hơi đột ngột và không đúng lúc, nhưng xin bố mẹ và các anh chị em cho con. Con không thể sống cho cô đơn và không chịu được mỗi khi thấy di ảnh của chồng. Cô, con trai tôi chết được chưa được 1 tuần, cô đã lấy ngay thằng bạn thân của nó là sao? Có phải 2 người đã có tình ý từ trước rồi không? Cô muốn đi bước nữa cũng phải đợi qua 49 ngày con tôi chứ. Sao cô ác thế? Bàn thờ con tôi hương khói vẫn còn nghi ngút. Vậy mà cô... Con xin lỗi mẹ, nhưng con có nỗi khổ riêng. Con không đợi được nữa mẹ à. Con xin phép mẹ, hôm nay cho con dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ. Ngày kia con đi lấy chồng rồi. Con còn trẻ, con không thể cứ làm quá phụ mãi được. Cô cút, cút ngay khỏi nhà tôi. Nhà này không có loại con dâu mất dạy như cô. Ôi con ơi, sao con lại khổ đến như thế này? Con chết đi để nó đi lấy thằng bạn thân con như thế sao? Bị nhà chồng xua đuổi, tống cổ ra khỏi nhà, Hà không kịp thu dọn đồ đạc mà đã bị đuổi đi. Cô gạt nước mắt lên xe Thành đèo về nhà mẹ đẻ, trong tiếng chửi rủa đầy nghiến của nhà chồng lẫn hàng xóm, mà chỉ biết cúi đầu im lặng chịu đựng thôi. Ngày cưới của Hà và Thành cũng đã đến. Vừa diện váy cô dâu lộng lẫy bước lên xe hoa về nhà chồng, thì bất ngờ nhà chồng cũng lũ lượt kéo nhau đến nhà Hà, ném gạch đá mà chửi rủa cô con dâu lăng loạn, đổ vong ơn bạc nghĩa. Thằng Hùng chúng tôi đối xử cô như thế nào mà cô lại vui vẻ đi lấy chồng mới như thế? Loại vợ như thế này không xứng, bỏ nó đi, đánh nó đi bà con ơi. Đúng rồi, đánh con đấy đi. Trần đời không có loại vợ nào chồng vừa chết được 7 ngày đã lấy ngay thằng bạn thân của chồng rồi. Đủ thứ gạch đá, trứng cả chua thối nhắm thằng Hà mà đáp, khiến cô sợ hãi lắm. Thế nhưng trong phút giây đó, Hà đã vội chạy vào trong nhà ôm thứ này ra rồi đi phát cho từng người nhà chồng,
khiến ai cũng sốc và im lặng đón nhận nó. Con biết tội của con không thể tha thứ được. Để xoa dịu cơn thịnh nộ của mọi người, con chẳng biết làm gì khác ngoài biếu mỗi người một chỉ vàng gọi là bù đắp ạ. Con cũng khổ tâm lắm khi làm điều này. Ha, em làm gì thế? Thành kéo Hà lại khó chịu quát. Họ giận dữ là đúng thôi. Số vàng này là quà cưới anh tặng cho em. Em nghĩ nên chia cho mọi người nhà anh Hùng thì tốt hơn. Em điên rồi. Em làm như thế họ càng coi thường và ghét em hơn. Anh sẽ nói sự thật. Anh không thể để em chịu oan mãi được. Đừng anh. Mặc Hà ngăn cản, nhưng Thành vẫn cầm micro tiết lộ một sự thật động trời này. Tôi và Hà kết hôn gấp như vậy không phải do chúng tôi muốn. Trước khi mất, thằng Hùng đã cầu xin chúng tôi cưới nhau càng sớm càng tốt. Nó sợ Hà cô đơn, đau buồn trước cái chết của nó mà nghĩ quẩn chết theo. Nó biết tôi cũng thích Hà từ lâu rồi, nên cứ độc thân mãi không kết hôn. Nó nhờ tôi thay nó chăm sóc mẹ con Hà, và phải rất khó khăn Hà mới đồng ý với chồng cũ chuyện này. Cô ấy không xấu như mọi người nghĩ đâu. Vàng Hà cũng phát cho mọi người rồi, sự thật cũng đã được tiết lộ. Giờ mọi người về hết đi. Trời ơi, thật sự là như thế sao? Thay mặt nhà chồng cũ, bác xin lỗi cháu Hà nhé. Cháu đã chịu oan ức rồi. Nhờ cậu chăm sóc cháu dâu tôi thật tốt nhé. Hãy làm chồng nó thay thằng Hùng. Nó rất tin tưởng và quý mến cậu đó. Dạ. Hiểu ra căn nguyên sự việc nhà chồng cũ lại lụ lượt kéo nhau ra về, Hà nhìn theo mà bật khóc nức nở. Phút giây ấy, Thành đã đến bên ôm chặt lấy Hà, lau những giọt nước mắt của cô an ủi. Từ nay em không đơn độc nữa, anh sẽ thay thằng Hùng ở bên em đến cuối đời. Hãy để anh được làm chồng của em, và hãy để thằng Hùng được mỉm cười nơi chín suối Hà nhé. Hà gật đầu nhìn Thành với ánh mắt đau khổ tột cùng. Lấy bản thân của chồng ngay sau khi chồng mất là điều khó chấp nhận, nhưng đã là di nguyện của chồng cô, đành giúp anh hoàn thành ý vậy. Lấy Thành, nhưng tình yêu thì Hà luôn dành cho Hùng, và trái tim của cô chỉ có duy nhất hình bóng của chồng cũ mà thôi. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện đã xảy ra với cô gái, một người vợ trẻ như thế này. Cũng mong rằng quý vị lắng nghe, bình luận cũng như là chia sẻ. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo.